Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay Lâm xin giới thiệu các bạn một mẫu nước hoa của nữ mà nó vốn đã dĩ đã rất là nổi tiếng rồi. Đó chính là Narciso Absolute. Đó, phiên bản Absolute là phiên bản đậm đặc hơn so với những cái phiên bản mà các bạn thường hay sử dụng, các bạn nữ thường hay sử dụng, đó chính là Narciso Elder Toilette hoặc là Narciso For Her Elder Perfume thôi. Thì đây chính là một cái mẫu mà Elder Perfume nhưng mà là Absolute. Nó sẽ đậm đặc hơn, nồng nàn hơn và quyến rũ hơn. Thì nó đánh vào cái cá tính của những cái cô gái mà đam mê một cái sự quyến rũ và lôi cuốn trong những cái đám đông, mình muốn mình nổi bật. Thì đây chính là một mẫu nước hoa mà chúng ta rất là nên cân nhắc trong những cái nhiều cái sự lựa chọn. Bởi vì với một cái khoảng giá như thế này thì nó sẽ là giá sẽ tốt hơn là Chanel, nhưng mà cái mùi của nó sẽ trẻ hơn và sẽ lưu hương cũng rất là tốt. Làm đánh giá rất là cao cái mẫu nước hoa này nha các bạn. Đây là cái hộp Narciso For Her Absolute. Nó có cái chữ Absolute nha các bạn. Có chữ Absolute là đậm đặc hơn nha các bạn. Cũng là Elder Perfume. Thì cái phiên bản mà nó không có cái chữ Absolute thì nó sẽ rẻ hơn và nó sẽ không có lưu hương bằng nha. Thì Lâm cũng sẽ lấy cho các bạn xem cái phiên bản thường thôi. Đây là cái phiên bản thường nha các bạn. Đây là phiên bản thường nè. Phiên bản này là phiên bản thường nè. Đây là phiên bản đậm đặc nè. Cái thiết kế của nó cũng khác nhau nha các bạn. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua cái mẫu này đi. Chúng ta đang nói về cái mẫu này. Mẫu này là bản mã Absolute nha các bạn. Đây là phiên bản full size và được sản xuất tại Pháp nha các bạn. Đây, được sản xuất tại Pháp và cái chai nước hoa này Lâm đánh giá rất là cao về độ lưu hương cũng như là độ tỏa mùi, và Lâm muốn giới thiệu với các bạn bởi vì cái mẫu nước hoa này Lâm rất là tự tin khi mà chúng ta bán ra mẫu nước hoa này thì những cái người sử dụng đã có những cái lời khen rất là nhiều, cho nên Lâm mới phù hợp và đánh giá các bạn xem trong ngày hôm nay. Thì cái phiên bản này được ra mắt vào năm 2015. Đây là phiên bản Absolute Narciso For Her. Phiên bản này rất là thơm, rất là dai nha các bạn, và rất là nồng nàn và rất là quyến rũ. Đặc biệt những cái cô nàng rất là cá tính thì sử dụng mẫu này là rất là thích hợp. Thì cái thiết kế của nó là một cái lọ thủy tinh như thế này. Cầm rất là nặng tay và rất là sang trọng nha. Cái nắp của nó là nắp nhựa nha các bạn. Nắp nhựa. Mẫu này làm đánh giá là thơm, có thể nói là trẻ hơn là Chanel, nhưng mà lại độ lưu hương lại tốt hơn là Chanel luôn nha các bạn. Và giá thì lại giá của nó rất là tốt hơn so với Chanel, và là một cái phiên bản khá là nổi tiếng của nhà Narciso Glory Red. Thì điều này rất là làm chúng ta rất là nên cân nhắc khi sử dụng mẫu này nha các bạn. Rồi, các bạn muốn mua hàng thì hãy liên hệ qua hotline 0939010432 mà Lâm để bên đây. Các bạn hãy liên hệ để mà Lâm ship hàng toàn quốc cũng giống như tư vấn như các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ và đầy nắng và gió nha.